Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022, sáng nay đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi động viên những bệnh nhân bị tai nạn giao thông hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và huyện Long Điền. Tại Bệnh viện Bà Rịa, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi động viên 15 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tai nạn giao thông yên tâm điều trị để sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời trao tặng mỗi bệnh nhân một phần tiền mặt là 2 triệu đồng nhằm san sẻ bớt gánh nặng chi phí điều trị bệnh. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh mong rằng mỗi bệnh nhân tai nạn giao thông từ chính câu chuyện của mình sẽ rút ra được những bài học quý giá của việc chấp hành luật giao thông, đồng thời góp sức chung tay xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.